Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ có một bộ sách giáo khoa cho một khối lớp thì theo chủ trương đổi mới, chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã có 5 bộ sách giáo khoa khối lớp 1 với hàng chục đầu sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Tuy nhiên, xung quanh việc lựa chọn bộ sách nào vẫn còn nhiều băn khoăn. Tại trường tiểu học Bần Yên Nhân số 2, thị xã Mỹ Hào, câu chuyện được các giáo viên quan tâm nhất thời điểm này liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa khối lớp 1. 32 đầu sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt từ tháng 11 năm 2019, nhưng hiện tại vẫn còn nhiều giáo viên chưa được tiếp cận trực tiếp và có những băn khoăn chăn trở. Cái việc giảng dạy của chúng tôi thì cũng băn khoăn rằng là nếu mà chưa được tiếp cận thì tất nhiên là cũng khó khăn ở cái chỗ về chuẩn bị nội dung này, chuẩn bị phương pháp này, và thậm chí khó khăn đối với những học sinh mà đang học trên địa bàn trường. Nếu sau này có nhu cầu học sinh chuyển đi chuyển đến thì các cái bộ sách của các trường khác nhau như thế thì cũng có những cái khó khăn cho học sinh nữa. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với nhà xuất bản giáo dục tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1. Thời gian một ngày là không đủ để các giáo viên có cái nhìn chi tiết về những bộ sách giáo khoa này. Trong cái ngày hội thảo đầu tiên đấy thì chúng tôi mới được nghe các tác giả giới thiệu về hai môn toán và tiếng Việt. 12 cô giáo và đồng chí phó hiệu trưởng thì được tham gia tại điểm cầu. Tại điểm cầu thì cũng được nhìn sách qua hình ảnh, còn trực tiếp các cuốn sách thì có tại hội nghị trực tiếp tại sở. Sở Giáo dục tạo thì cũng đã chủ động hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị để cho các giáo viên nghiên cứu cái chương trình giáo dục phổ thông mới ngay từ đầu năm học, và với cái mục đích là để các giáo viên là hiểu biết sâu sắc cái chương trình giáo dục thì cái việc phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa cũng sẽ hiệu quả hơn. Và trong thời gian tháng 1 năm 2020 thì sẽ phối hợp với các nhà xuất bản để hỗ trợ các nhà trường, mỗi nhà trường đủ các bộ sách để chủ động nghiên cứu sớm. Theo lộ trình, trước tháng 3 năm 2020, các địa phương phải thành lập hội đồng và công bố kết quả lựa chọn trong danh mục sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Điều này đòi hỏi ngành giáo dục Hưng Yên cần có những chỉ đạo sát sao, tích cực. Là một giáo viên năng nổ, hết lòng vì học sinh, có nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ trong dạy học, thầy giáo Vũ Trọng Uy, trường tiểu học Yên Phú, huyện Yên Mỹ luôn được học sinh và đồng nghiệp quý trọng, được cấp trên đánh giá cao. Chưa từng được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tin học, nhưng thầy Vũ Trọng Uy đã tự tìm hiểu, nghiên cứu để xây dựng các phần mềm phục vụ dạy và học. Từ năm 2009 đến nay, ngoài việc thiết kế các bài giảng điện tử, thầy Uy đã xây dựng hàng chục phần mềm ứng dụng dạy học, trong đó nổi bật nhất là phần mềm hỗ trợ dạy và học môn lịch sử lớp 5, đoạt giải nhì, giải thưởng cao nhất trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2016 và là một trong 70 giải pháp xuất sắc nhất toàn quốc của hội thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016, được đề cử ghi danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017. Trong cái giai đoạn giáo dục hiện nay thì áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nó rất quan trọng. Do vậy mình đã cố gắng tự học và làm các cái phần mềm về dạy học. Bước đầu thì là cũng rất nhiều khó khăn, sau đó tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp, học hỏi các cái bạn mà người ta được đào tạo tin học thì họ giúp đỡ. 20 năm gắn bó với học sinh bậc tiểu học, cần sự quan tâm sát sao tỉ mỉ, thầy Uy luôn ý thức mình cần phải luôn có tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận tụy với công việc và yêu thương học sinh như con em ruột của mình. Bởi vậy, những lớp học do thầy chủ nhiệm luôn là những tập thể tiêu biểu trong phong trào học tập rèn luyện của nhà trường. Thầy rất chu đáo với mọi người, rất tình cảm, chân thành, là tấm gương mẫu mực về mọi mặt cho thầy và trò nhà trường nói riêng, học tập. Với những đóng góp trong giảng dạy, thầy Uy không chỉ được học sinh, đồng nghiệp tin yêu mà còn luôn được cấp trên khen thưởng và đánh giá cao. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.